Xin chào cả nhà nha. Hiện tại thì em Cảnh đang băng đèo Lò Xo. Thì lúc nãy thì em có gặp bốn sư trong các huynh đệ đi cùng với lại sư Minh Tài đang đi hướng về Gia Lai. Và vừa rồi thì em Cảnh mới vừa gặp thêm một sư nữa đang ngồi nghỉ ở nghĩa am nghĩa tượng Quan Âm Bồ Tát. Thì bây giờ thì em Cảnh xin phép đến gần để xem nha. Hiện tại thì sư đang cùng mình thôi. Mà sư này nhìn cũng rất là lạ mặt luôn, cho nên em xin phép là em qua quay một tí rồi em sẽ tiếp tục hành trình của mình nha cả nhà. Và cả nhà cũng được chứ em cảnh đi một đó chứ. Thì trong cái lúc mà em đang di chuyển từ trong Nam ra Bắc thì em Cảnh đi hướng đèo Lò Xo, thì vừa rồi thì em gặp bốn sư, gặp được bốn sư là gồm các sư thân quen. Còn ở đây thì em mới thấy có một cái vị sư lạ, nhưng mà cũng có bác có y rồi. Đây có vải sừng nào nữa nè, và con sư đang ngủ đó. Dạ mô Phật. À, chào sư. Ô, sư kia đang ngủ à? À đang nghỉ. Ở đây mình đi hai người ha sư. Dạ. Hồi nãy có gặp bốn sư kia rồi. Dạ. Bây giờ là mình đi chia ra mình đi hết ha. Dạ có thầy. Chỗ này nhỏ quá nên mấy thầy đi từ chỗ gặp cái tên nghỉ ngơi dạ. Dạ. Ờ, sư đi theo được mấy ngày rồi sư? Mới đi thôi. Còn vị kia là đang ngủ à? Cũng không tiện hỏi. Ở khu đường này còn ai đi đúng không sao? Dạ, còn. Đằng cái dốc đằng kia cũng có mấy thầy nghỉ ngơi. Đằng cái dốc còn đây. Vì nãy cháu đi ngang qua rồi. Dạ lúc. Ngay cái suối á. Ngay cái phần suối đúng không? Nãy thấy rất là đông luôn. Dạ. Nãy đi ngang thấy đông lắm mà không có biết. Thì đi ngang đây thì thấy sư đang ngồi, cho nên là vào bắt chuyện với sư như là thấy có sư như đang ngủ rồi thôi, cũng không dám làm phiền cái sư. Vào chào cái sư đấy. Chào sư nhá. Các vị đang ngủ cho nên là mình cũng không có tiền làm phiền. Thì đây cũng là một vị mới đi thôi. Thì theo như mà Quynh này chia sẻ thì đi lên trên đó có một cái dốc, thì có các sư ấy đang nghỉ ngơi trên đó, còn các vị này cũng mới đi đây thôi. Và cái khu vực miếu này thì khá là nhỏ cho nên chỉ có hai vị thôi. Thì như cả nhà cũng đã thấy là các sư đang nghỉ ngơi. Thì gọi các sư thì các sư không chịu ra, thì em gọi là các huynh nha, thì cho nên là cả nhà đừng trách em nha. Thì các huynh này là cũng đi theo mới thôi, và cũng như là cái nơi nghỉ ngơi á, cái nơi dừng chân á khá là nhỏ cho nên không có nghỉ ngơi đông được. Và ở phía ở ngay cái thác kia thì có mấy huynh đệ nữa, mà vừa rồi thì em Cảnh đã đi ngang cái thác đó rồi. Em thấy đông đông nhưng mà em nghi rồi, nhưng mà thực tế thì ở dưới đó có mấy sư đang nghỉ ở dưới nữa nha cả nhà. Thì em cũng không có dám mà quay nhiều để cho các sư nghỉ ngơi. Em thì đang đi ra Bắc, thì khoảng cách từ đây lên trên cái thác đó thì khoảng tầm vài cây số. Thì đây là tình hình mà em đi đường em gặp được, thì em chia sẻ lại với cả nhà mình, chứ còn mà em không có đi theo và cũng như là không có làm phiền đến cái việc mà tu tập bộ hành của các sư, cho nên là cả nhà mình thông cảm và hiểu cho em nha. Nếu mà cả nhà cảm giác thấy video em hay, ý nghĩa và chia sẻ rõ ràng xúc tích không làm phiền đến các sư, cả nhà quan hỷ cho em một like, một chia sẻ, đó làm cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Bây giờ thì chắc là em sẽ tiếp tục hành trình của mình, vì thời tiết đang rất là ui rất là khó chịu luôn. Ở đây là giữa rừng nữa, cho nên sự cố xảy ra thì mưa gió này kia rồi thời tiết mình không có biết trước được, cho nên là chắc em sẽ xin mạn phép dừng video ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong các
các sư đang nghỉ ngơi thì em cũng không biết cái vị đang nằm là sư Như Ngộ, được gọi là sư A Nan, cho tới khi mà em về em rảnh em lướt TikTok thì em mới biết được vị đang nằm là sư A Nan đang ngủ. Đây là hình ảnh mà em tải về từ TikTok để mà chia sẻ lên cho cả nhà thấy. Thì cái lúc mà sư ngủ á, em cũng không có dám làm phiền, rất là hoan hỷ nha cả nhà. Em cũng không dám mạo phạm dù là sư Như Ngộ hay là bất cứ sư nào, miễn là các sư bộ hành và các sư nghỉ ngơi thì em chỉ dám đến trò chuyện thôi. Vì lúc mà em trò chuyện em cũng hoàn toàn không có biết là có một vị sư đang ngủ nữa, vì em chỉ thấy là cái vị sư áo xám, sư áo sơ mi đang ngồi thiền, ngồi nghỉ ngơi ở ngay cái bức tượng Phật thôi. Và khi em đến gần thì em mới phát hiện là có một sư đang nằm ngủ. Và sau khi mà em xem đi xem lại và em lùm lặt clip ở trên mạng thì em mới biết vị sư đó đang ngủ đó là vị sư Như Ngộ. Thật là hữu duyên gặp sư mô Phật.